Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành và Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua có rất nhiều các chị gái về đây hoặc các em gái về đây báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để tìm những nhân tình, những người tình của mình, thậm chí là những người vợ, những người chồng. Rất nhiều các anh trai báo tin vợ đi theo nhân tình và rất nhiều các em gái về đã báo tin là bị những người nhân tình lừa đảo. Phải nói là rất nhiều các cách thức, các chiêu trò. Phải nói là rất nhiều các chiêu trò hiện nay các thanh niên lừa đảo chủ thầu, chủ công ty xây dựng để lừa đảo rất nhiều các chị em phụ nữ, lừa đảo rất nhiều tiền của hoặc rất nhiều tài sản của mình. Đây tiếp tục một câu chuyện là một tiếp theo, một em gái ở một tỉnh rất xa về để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tải thông tin này tìm một người chồng hờ, một người nhân tình của mình đã lừa một số tài sản cũng rất nhiều đối với em. Câu chuyện như nào kính mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào em. Em có thể em cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được em họ tên là gì? Em là Nguyễn Thị Mạn. Nguyễn Thị gì em? Nguyễn Thị Mạn. Mạn ha, Nguyễn Thị Mạn. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ 42, sinh năm 81. Rồi, sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, em hiện nay đang sinh sống tại đâu? Chợ Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Rồi, em nguyên quán ở đâu em? Dạ, cái nước Cà Mau. Rồi, cái nước Cà Mau. Em có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được hôm nay em về tấm cầm đây tấm hình để về em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tải lên đây là cái thông tin như thế nào cụ thể? Hồi trước em với người cái người đó tên là gì em? Nguyễn Công Lý ở Đồng Tháp. Nguyễn Công Lý Đồng Tháp. Dạ. Năm nay người ta bao nhiêu tuổi đây em? 45 tuổi. Rồi, em có thể cho cô chú anh chị cộng đồng mạng biết được cái mối quan hệ cái người Nguyễn Công Lý này với em là như thế nào? Trước đây em với người này chỉ nhắn tin trên mạng quen nhau được mấy tháng rồi xong cái người này qua nói với em là thương em vậy, lo lắng chăm sóc cho em gì đó. Rồi lúc đầu thì ổng nhắn tin ăn uống hỏi thăm rồi em cũng thấy người này hiền mà mặt ổng hiền lắm, rồi xong cái em mới đồng ý ổng năn nỉ kêu cho ổng qua đây sống chung với em rồi làm ăn rồi bệnh hoạn ốm đau lo cho nhau. Cái tự nhiên về sống chung có một tuần là em thấy con người ổng không chân thật, rồi thấy là giả tạo quá, lừa cái gì đó. Cái em mới nói là nếu mà vậy thôi tôi sống tôi cần một người thật tình, nghèo cũng được nhưng mà quan trọng là có nhân cách và đạo đức đó. Rồi ổng hứa em đủ điều hết rồi xong bây giờ ổng em thấy ổng lừa em rồi, em biết rồi, em nghi ngờ rồi. Cái em tìm hiểu ra được là ổng không có cái gì hết trơn mà ổng nói là ổng mất xe, ổng đăng lên mạng mất xe đồ, là em hỏi thăm người thân của ổng là người ta nói không có, là em biết ổng lừa em rồi. Rồi em mới giận quá em đuổi ổng đi, em nói là nếu mà sống với tôi mà lừa đảo là tôi không có chịu, tôi sống thật rồi đó giờ quen rồi, ai mà sống giả tạo là tôi không chịu. Rồi xong em mới giận em đuổi ông đi, cái ông nói vậy cho ông mượn chiếc xe để ông chạy lại chủ thầu của ông lãnh công trình đó, rồi xong ông về ông trả lại cho em thì nghĩ là ông mượn thôi. Rồi xong cái điện thoại ông cũng hư, ông nói cho anh mượn cái điện thoại, ông bỏ cái điện thoại hư ông ở lại phòng em, rồi ông mượn cái điện thoại để ông người ta gửi vị trí qua cho ông. Cái xong cho ông mượn cái ông lấy ông đi, ông nói cho ông đi rồi ông lấy xe đi nửa đường rồi ông mới họ điện hỏi cho em, ông điện em ông nói cho ông mượn, em nói không, cái xe của bà chị mua cho em. Chứ bây giờ hả, bây giờ bả đòi lấy lợi kìa. Cái ổng nói ổng mượn 13 tay ổng về, mà 13 tay ổng về rồi ổng hẹn 10 tay ổng về, rồi 16 tay ổng về ổng trả, mà ổng hẹn không mà ổng không trả. Rồi. Bây giờ điện thoại không được luôn. Em cho anh cũng như cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được em với Nguyễn Công Lý này là quen nhau trên mạng, trên internet, nhắn tin qua Facebook hay dạ. Qua gì? Quen trên Facebook mà, làm dạ. Quen ai là người làm quen ai trước? Ông làm quen em. Dạ. Thường là đa số là đàn ông tấn công phụ nữ nhiều. Dạ. Đúng không? Dụ dỗ, thả mồi, thả thính. Và rất nhiều các chị gái, các em gái đã dính vào sập bẫy và lừa đảo rất nhiều tiền của và thậm chí tài sản rất lớn đối với tất cả các em gái như thế này. Đúng không ạ? Rồi, vậy là hai người nhắn tin qua lại lâu không? Trên Facebook dạ, lâu mấy không? Tháng rồi. Trong mấy tháng qua em có tìm hiểu là người ta có vợ, có con không? Em có hỏi ổng nói là ổng ra tòa ly dị, em không tin nữa, em kêu ổng nếu mà có giấy ra tòa thì phải gửi qua cho em coi, mà ổng có gửi qua luôn là ra tòa 12 năm rồi. Có cái này điều đó là có thật. Dạ đúng rồi. Em có biết là Nguyễn Công Lý làm công việc gì không em? Ổng nói là ổng là chủ xây dựng, kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng là kỹ sư xây dựng. Dạ đúng rồi, mà ổng qua trong bên em ổng không có đồng nào chưa. Em có biết là người kỹ sư người ta quen hoặc người ta nếu mà nó ly hôn đúng không ạ? Dạ. Thì người ta quen với người phụ nữ là như thế nào, em có biết không? Em không biết. Vì những người đó thu nhập rất tốt, những người kỹ sư xây dựng nha, là người ta bằng cấp, người ta thu nhập rất tốt vì người ta được học hành tử tế. Chính vì lý do như vậy anh không đánh giá em thấp
nhưng anh đánh giá là những người đó nếu như người ta có phải quen biết hoặc tìm hiểu một cái mối quan hệ mà đi đến hôn nhân là người ta phải tìm hiểu người tương xứng, tương đồng. Rất ít có khả năng có trường hợp quen một người công nhân mà giống như em. Anh không nói là em thế nọ thế kia, đúng không? Em hiểu không ạ? Mà một người mà kỹ thuật, kỹ sư xây dựng lương tháng rất tốt, có thể thu nhập rất tốt, ổn định, không bao giờ phải đi mượn xe em, phải đi lừa cả một cái điện thoại của em mà về sống chung với căn phòng trọ nhà em. Đó là điều vô lý. Em có nhận ra điều đó không? Đó, em nhận ra rồi em mới đuổi ông đi đó. Em không cho ông. Người ta có hỏi tiền bạc em không? Không, tiền thì nó ngay ổng không có hỏi, nhưng mà ổng nói em cho mượn chiếc xe với cái điện thoại. Tại vì á, nếu mà chủ thực xe dựng ít ra cũng phải có chiếc xe của bác giờ 5 triệu cũng được, nhưng mà ổng không có thì cái đó em không nói. Nhưng mà cái điện thoại có 2 triệu bạc ổng cũng mua không nổi nữa, là em biết ổng lừa em rồi. Cho nên em với ổng chia tay. Cái thời gian hai người quen nhau trước thời điểm quyết định về sống chung với nhau là em biết người ta đang ở đâu? Ở bên ổng nó ở bên Sài Gòn á. Sài Gòn xong về Bình Dương. Dạ. Để sống chung với em. Dạ. Đó là cái vô lý thứ hai. Dạ. Vì người ta đang công việc ổn định ở Sài Gòn, không bao giờ người ta về đó để chấp nhận ngủ nhờ, đúng không? Và một thứ vân vân, đúng không? Để có thể bớt chút một số tiền nhất định. Thì cái điều đó vô lý. Em lúc đầu tiên em có thương người ta mà em quyết định cho người ta sống chung. Thì đó, lúc đầu nhắn tin ổng quan tâm vậy em thấy gì cũng được, có ốm đau bệnh hoạn, lúc em già cả ốm đau bệnh hoạn có người chăm sóc á. Người ta có nói cho em cái gì không mà em nói người ta quan tâm? Không, ổng nói là về sống chung rồi lo làm ăn, rồi bệnh hoạn ốm đau rồi có người chăm sóc cho nhau á. Tại sao em đuổi người ta đâu? Em không có lòng tin đối với người đàn ông đó. Vì người ta đã lừa em, hoặc người ta thất hứa, hoặc cái vì lý do nào đó, em có giác quan trực quan em phát hiện được. Đúng rồi. Mà em vẫn cho người ta mượn xe. Thì em nghĩ là ổng mượn, ổng chạy là công trình, ổng lãnh công trình rồi xong ổng chạy xe về trả cho. Tại em sao hôm đó mình cũng đi cùng nhưng thôi yên tâm không? Em đi làm công ty mà ổng đưa lại công ty rồi chiều ổng rồi ổng đón. Vậy là em đang trả xe. Hiện nay em đang đi làm bằng phương tiện gì? Em lội bộ mấy cây số lần đi sáng lội chiều lội. Chỉ vì tin tưởng một người bạn tình của mình mà hiện nay phải đi bộ. Em người, thấy người nhà em chửi em, nói trời không? Hôm nay em đưa cái thông tin này lên có đúng sự thật không? Đó, nếu mà em nói sai á thì pháp luật, công an gì lại tới phòng em ở ngay đó. Rồi chủ trọ của em ở đó luôn á. Nếu mà em nói một câu nào sai á thì em sẽ theo pháp luật công đó mà mấy anh công an giải quyết. Cái video này đăng tải nên em phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm hết. Cái điện thoại là ổng tự mượn, cái xe tự mượn, em chưa hề nói tiếng Châu hay là gì hết. Trong thời gian hai người sống chung với nhau em thấy có hạnh phúc không? Lúc đầu thì ổng cũng được, cũng hiền, ổng cũng chăm sóc, ổng có thể nấu nước nóng cho em tắm luôn, là ổng thiệt lắm. Nhưng mà em thấy gần một tuần rồi, 6-7 ngày em thấy phát hiện ra có người điện cho em nói em là ổng lừa nhiều người rồi. Anh đó. Nhìn nè, thực sự là anh chưa biết chính xác không, nhưng với con mắt anh nhìn là mắt này là mắt đi bắt gà. Dạ. Con người lừa đảo chứ không phải là con người lừa đảo vừa nói một cách rất rất khôn ngoan. Đun nước cho em tắm, đó là hình thức khôn ngoan, dụ dỗ, vì đun nước không mất gì cả. Yeah. Nhưng mà lừa em được tình, không mất tiền, đúng không? Được ngủ chung, cung anh chung với nhau, sống chung, không mất tiền, phải không? Đó là hình thức lừa đảo thôi. Chứ không, người ta không phải là con người tốt. Vì thực sự là cái khuôn mặt này nhìn không có một nét gì đó để mà có một cái đặc điểm để nhận dạng, để phát hiện là người ta có trung thực. Đúng không ạ? Ổng lấy điện thoại với chiếc xe nhà em, có cái điện thoại với chiếc xe mà ổng lấy hết rồi, giờ điện thoại em cũng không có, em mất phải mượn của thằng em trai của em xài. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ với thầy Bình Dương để hy vọng là các anh em trong đội chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn nữa. Dạ. Để giúp em có cơ hội tìm được phương tiện tài sản của mình. Dạ. Mà em chia sẻ thẳng thắn lên. Em á mong em đọc tên em. Họ, em đọc tên lên. Tên của em á hả? Tên người ta nè, tên người tình của em á. Nguyễn Công Lý. Ở Đồng Tháp, em mong á, lên tới đây, em có chiếc xe cũng không có đáng bao nhiêu, cái điện thoại cũng không đáng bao nhiêu, nhưng mà em á, cố tình lên đây á, em lên đây là em biết em mắc cỡ rồi, nhưng mà em vẫn lên để mong á, các anh hiệp sĩ đường phố để tìm ra cái người giả tạo, người lừa đảo gì cho mấy chị em phụ nữ khác, đừng sau này đừng có giống như tình trạng của em nữa. Chứ nếu mà em không lên đây thì người ta chẳng không biết cái ông này như thế nào, cho nên em cố tình em đem hình của ảnh lên để cho chị em phụ nữ khác đừng có bị bao giờ lừa đảo như giống như tình trạng của em bây giờ khổ lắm. Trong thời gian vừa qua, đội hiệp sĩ có thể gọi là tóm đầu được, dạ, lấy được tài được. Sản rất nhiều các phi công trẻ, dạ, giống như thế này, dạ, lấy được tài sản, xe, phương tiện, thậm chí tiền bạc
cho các bị hại, cho các chị gái thích mê phi công như thế này, bởi vì mình không có tìm hiểu, đúng không? Lẽ ra em muốn tìm hiểu em phải tới nhà, em phải biết công việc, em phải biết hoàn cảnh, điều kiện thì em mới tiếp tục tiến tới hôn nhân hoặc sống chung. Nhưng đây là có một cái mối tình chưa đến đâu, nhưng mà em quyết định đưa người ta về sống chung. Rất may mắn cho em là hiện nay em chỉ mất một số tài sản. Rất nhiều các trường hợp hiện nay đăng báo chí rất nhiều, vì rất nhiều người tình hiện nay bị rất những người đàn ông phi công trẻ đã tấn công bằng nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn, hiện nay thậm chí còn mất mạng. Đúng không ạ? Em thấy chưa? Hiện nay cái video này bài học này em cũng tẩn tới nhà. Từ lần sau thì em có dám quen người đàn ông khác như này không? Không. Tẩn tới nhà luôn. Tẩn tới nhà luôn. Sợ thật không? Sợ. Em có điều nào em chia sẻ trên video này để hy vọng là các cô, các chị, các em gái ngang tuổi em nhiều hơn hay ít hơn cảnh tỉnh tất cả các thanh niên, các anh trai mà em. Thì nãy em đã nói rồi đó, em lên đây là em cũng phải sự mắc cỡ của em lên mới lên đây được, em can đảm dữ lắm em mới được lên đây. Nhưng mà em lên đây chủ yếu không, một là phần của em là lấy chiếc xe lại trả cho bà chị em, cái nữa em lấy điện thoại của em lại thôi. Rồi với hai là điều thứ hai là em mong các chị em phụ nữ đừng tin tưởng người này nữa, để sau này người này chuyên nghiệp đi lừa đảo phụ nữ chúng mình. Cho nên mấy chị em phải cảnh giác, thấy hình người này, thấy mặt người này và tránh xa người ta ra, đừng kết bạn, đừng nói chuyện Zalo, nhắn tin cho người ta. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đăng tải những video này là những tên tội phạm, những tên lừa đảo, những tên lưu manh, những tên chuyên dụ đàn bà là hoàn toàn là không thích, không đồng tình. Đúng không ạ? Vì bóc phốt. Hy vọng là các cô chú anh chị chia sẻ nhiều hơn nữa để các chị gái, các em gái ở tất cả các tỉnh xa, các miền xuôi, miền ngược, các đồng bào xa xôi xem được để có thể lé tránh những tình huống phải nói là hết sức tinh vi như thế này. Hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn là xem video này thì đây là thực sự là em gái lên đây phải là hết sức, phải là thực sự là rất bản lĩnh, đúng không ạ? Còn những nhiều người chấp nhận mất tài sản mất của rồi nhưng không dám lên mạng. Đúng rồi, em mới đầu em cũng suy nghĩ em không dám lên đâu, nhưng mà em không lên thì bao nhiêu người phụ nữ khác bị ổng lừa chứ gì, tội cho người ta. Thế nên là anh cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Hy vọng là các cô chú anh chị xem những video này không nên ném đá, không nên nói những từ mà gì đó để ảnh hưởng đến em. Vì đây là em muốn tiến tới hôn nhân, muốn có một người chồng, nhưng thực sự là em chưa đủ tỉnh táo nhưng mà chưa đủ tỉnh táo lắm để nhận biết được một cái tình yêu đích thực. Hy vọng là em sẽ có tới đây em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có nhiều người đàn ông khác thương yêu em nhiều hơn. Mình hãy mở lòng ra nhé, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, anh không nói là nhiều người nhưng còn rất nhiều người sẽ tốt mà sẽ biết video này. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp cận em, trò chuyện với em, có thể là tâm sự chia sẻ cái gì đó khó khăn hoặc trong cuộc sống em nhé. Em có điều nào muốn chia sẻ nữa không? Em cũng đến đây em cũng cảm ơn đội hiệp sĩ đường phố này nhiệt tình giúp đỡ và đăng lên những video này giúp đỡ cho em cảm ơn nhiều lắm. Hôm nay người ta đã lừa em được bao nhiêu ngày rồi? Gần một tháng rồi. Gần một tháng chưa qua. Dạ. Em có liên hệ, có điện thoại được có, không? Có, em điện thì ổng cũng nói, em nói nếu mà không trả thì em sẽ báo công an và báo những người hiệp sĩ đường phố. Đó, tại vì hiệp sĩ đường phố nổi tiếng cho nên là em muốn nói với ổng như vậy để ổng trả, nhưng mà ổng nói mai ổng trả, mốt ổng trả, ổng 10 tay ổng đem lên, 12 tay đem lên, 13 tay đem lên, rồi 15 tay đem lên mà em chờ hoài chờ quỷ không có, bây giờ em điện ổng không liên lạc được. Chắc chắn video này thì người thân, bạn bè, những người đồng nghiệp, những người đối tác, những người làm việc chung mấy Nguyễn Công Lý này sẽ xem được mà sẽ tránh xa Nguyễn Công Lý và không có làm ăn nữa. Thì đúng Nguyễn rồi. Công Lý không còn con đường nào khác, chỉ có gọi là cắm súng sình thôi. Nên hy vọng 1-2 ngày tới Nguyễn Công Lý xem được video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương sẽ báo tin cho đội để có hướng xử lý một cách tốt đẹp nhất, tránh tình trạng lại lần nữa rất nhiều về sau. Chúc em luôn thành công em ha. Rồi xin chào em. Rồi.